Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối nay, ngày 7 tháng 12 năm 2021 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu gặp đội tuyển Lào tại giải AFF Cup năm 2020. Tuy nhiên, trong phần hát quốc ca mở đầu trận đấu, khi khán giả theo dõi trên kênh YouTube của Nextsport đã không nghe được lời hát quốc ca với lý do bản quyền. Cụ thể, trên màn hình trận đấu hiện dòng thông báo, vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong khán giả thông cảm. Tuy nhiên, khán giả xem qua truyền hình không gặp tình huống này. Trên sóng VTV, quốc ca hai nước vẫn được bật tiếng bình thường. Sau khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn người hâm mộ đã chia sẻ sự ngạc nhiên và cả phẫn nộ khi quốc ca Việt Nam phải tắt tiếng trên kênh YouTube phát sóng trận đấu chính thức của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Trước đó, vào giữa tháng 11, ca khúc Tiếng Quân Ca cũng bị vướng vấn đề bản quyền dù tác giả cố nghệ sĩ Văn Cao đã hiến tặng cho nhân dân và Tổ quốc Việt Nam. Báo điện tử VTV và trung tâm tin tức VTV24 cũng đưa tin ca khúc Tiếng Quân Ca đã được gia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng cho nhân dân và nhà nước, nhưng lại bị BH Media xác nhận sở hữu bản quyền. Sau khi bị lên án, phía đơn vị BH Media khẳng định những cáo buộc này của VTV là không đúng, bởi quyền tác giả của ca khúc Tiếng Quân Ca, quốc ca, vĩnh viễn thuộc về nhạc sĩ Văn Cao, còn bản ghi Tiếng Quân Ca do Hồ Gươm Audio bỏ tiền ra sản xuất. Theo luật sở hữu trí tuệ, Hồ Gươm Audio là chủ sở hữu của bản ghi này, và Hồ Gươm Audio đã ủy quyền quản lý khai thác trên YouTube cho BH Media. Trao đổi với báo chí, nhạc sĩ Văn Thao, con trai cả của cố nhạc sĩ Văn Cao đã chia sẻ về ca khúc Tiếng Quân Ca, tức quốc ca. Ông cho biết, gia đình thực hiện theo nguyện vọng của cha tôi, cố nhạc sĩ Văn Cao, hiến tặng ca khúc Tiếng Quân Ca cho nhân dân, nhà nước Việt Nam. Như vậy, bản quyền của tác phẩm thuộc về quốc gia chứ không còn thuộc về gia đình nữa. Nhưng khi nghe từ báo chí truyền hình về việc tác phẩm bị đánh gãy bản quyền, tôi thấy hết sức vô lý và hài hước. Từ khi ca khúc này ra đời, bản thân nhạc sĩ Văn Cao và gia đình chúng tôi chưa nhận bất cứ một đồng nào tiền bản quyền của tác phẩm này. Khi cha tôi mất đi, ông bảo, các con đừng bao giờ lấy tiền bản quyền của ca khúc Tiếng Quân Ca. Và sau này, đến lúc nào đó, thay mặt bố, bàn giao ca khúc này cho nhà nước và nhân dân. Chúng tôi đã làm đúng nguyện vọng của nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Văn Thao nói. Thưa quý vị, sau dịch COVID-19, người lao động ở các tỉnh đã lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc nên những khu nhà trọ đông đúc trở lại. Hầu hết người lao động mong muốn có chỗ ở trọ khang trang, tiền thuê phù hợp để ổn định cuộc sống, đảm bảo sức khỏe, hạn chế dịch bệnh. Vì thế, thành phố Hồ Chí Minh cần có chính sách xây dựng nhà ở xã hội dành cho người lao động. Tuy nhiên, đa phần người lao động không có đủ tiền để mua, do vậy nhà ở xã hội nên cho người lao động thuê với giá ưu đãi. Đó là quan điểm của bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi khảo sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nhu cầu an sinh xã hội, nhà ở xã hội của người dân, người lao động, công nhân sau dịch COVID-19 được tổ chức sáng ngày 1 tháng 12. Trong buổi giám sát, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng trình bày dự thảo kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố. Mục đích của dự thảo kế hoạch là đảm bảo phương án hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, giải quyết việc làm cho người lao động và tạo điều kiện cho người lao động an tâm trở lại làm việc, vị đại diện nói. Theo dự thảo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chương trình hỗ trợ nhà ở cho người lao động. Để thực hiện chương trình này, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát điều kiện sinh sống, nhu cầu nhà ở của công nhân làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, kể cả công nhân làm việc ngoài các khu công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ cung cấp các dịch vụ nhà ở xã hội, khu lưu trú tập thể để cung ứng theo nhu cầu của người lao động và phù hợp với việc di chuyển của người lao động khi tham gia hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, xây dựng đơn giá cho thuê phù hợp với từng loại nhà lưu trú và điều kiện sống của người lao động trên địa bàn thành phố, vị đại diện bổ sung. Đề cập đến nhà ở xã hội cho công nhân, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trình bày dự thảo kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố. Kết quả khảo sát đến tháng 9 năm 2020 cho thấy, tổng cộng 2,6 triệu người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó khoảng 70% công nhân lưu trú ở các địa phương khác đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu về chỗ ở tương ứng với 280.000 chỗ ở.
Trong khi đó, hiện trạng quỹ nhà lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được đầu tư xây dựng lũy kế đến cuối năm 2020, đáp ứng khoảng 40.000 chỗ ở. Như vậy, nhu cầu phát triển nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân trong giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 240.000 chỗ ở, vị đại diện cho biết. Ngày 7 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Phước Sang, sinh năm 1988, ngụ tại quận Bình Thạnh về tội cướp tài sản. Theo đó, tối ngày 4 tháng 12, do không có tiền tiêu xài nên Sang nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Người này mang theo một con dao nhọn bỏ trong ba lô để làm hung khí. Sau đó, Sang lái xe máy đến gửi ở một chung cư trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, rồi đi bộ đến tiệm vàng Kim Phát Nam với ý định cướp tài sản. Khi đến trước tiệm vàng, Sang thấy có cháu NDK, sinh năm 2014, con trai của chủ tiệm vàng, nên tiếp cận dùng dao kề cổ cháu K, đẩy cháu vào bên trong hòng đe dọa cướp tài sản. Lúc này, Sang cầm ba lô quăng lên bàn và yêu cầu chủ tiệm gom vàng bỏ vào ba lô. Lợi dụng sơ hở, anh NVN đã nhanh trí chống trả tước dao của Sang. Thấy vậy, Sang nhanh chân bỏ chạy đến trước số 270 Nguyễn Xí thì bị người dân bắt giữ. Trong lúc giằng co, cháu K bị Sang gây thương tích ở cổ phải khâu hai mũi. Tại cơ quan công an, Sang đã khai nhận hành vi của mình. Ngày 7 tháng 12, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt giam với Lưu Thị Thanh Mỹ, 29 tuổi, ngụ tại quận 4, về tội trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Mỹ nghiện ma túy, sống lang bạt và có quen với bạn trai tên Lộc từ 4 năm về trước. Hôm 26 tháng 11, Mỹ đang ở nhà người thân ở Bến Tre, gọi điện thoại cho Lộc nói đang túng muốn kiếm tiền. Lộc liền đề nghị bạn gái lên thành phố Hồ Chí Minh đi ăn trộm cùng mình thì được đồng ý. Mỹ cầm theo kìm cộng lực lấy của người thân ở Bến Tre rồi xuất hành bằng xe đò. Đến nơi, Mỹ gặp Lộc tại công viên 23 tháng 9, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh rồi rủ nhau đi thuê nhà nghỉ đập đá. Trưa cùng ngày, Lộc chạy xe máy chở Mỹ chạy vòng vòng ở quận 1 để tìm người dân sơ hở trộm cắp nhưng không có. Cả hai chạy đến địa bàn quận Bình Tân. Khi ngang qua tiệm thuốc Tây trên đường Lâm Hoành, phường An Lạc thì thấy chiếc xe máy quay của người dân để hớ hênh. Lộc xuống xe để Mỹ ngồi đợi rồi tiếp tục dắt chiếc xe máy. Tuy nhiên, khi thanh niên này dắt được khoảng nửa mét thì bị người dân phát hiện, hô hoán, truy bắt. Lộc bỏ xe chạy tới xe của Mỹ đang chờ dục tháo chạy nhưng xe máy không nổ. Lộc liền bỏ bạn gái lại chạy bộ tẩu thoát. Mỹ cũng vứt xe của bạn trai lại rồi chạy nhưng được 30 mét thì bị người dân khống chế. Tại cơ quan điều tra, Mỹ được xác định nghiện ma túy đá, từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, sống lang thang không nghề nghiệp. Sáng ngày 7 tháng 12, chuyến tàu Skyliner đã vận chuyển hai đoàn tàu Metro thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên về đến cảng Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều ngày xuất cảng từ Nhật Bản. Trên chuyến tàu này, tất cả các kỹ sư, công nhân đều phải tập trung cao độ để có thể đưa đoàn tàu Metro cập cảng an toàn. 6 toa tàu thuộc đoàn tàu thứ 8, 9 của tuyến Metro được tàu biển vận chuyển từ nhà máy Kasado Nhật Bản về thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 11. Thời tiết không thuận lợi nên hôm qua tàu mới đến phao số 0 thuộc vùng biển Vũng Tàu trước khi được lai dắt về cảng Khánh Hội. Để quá trình vận chuyển diễn ra thuận lợi, các kỹ sư phải hội ý, phổ biến quy định trước khi bốc rỡ các toa. Song song đó, xe siêu trường siêu trọng chờ ngay phía dưới chuẩn bị sẵn sàng vận chuyển tàu Metro về Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. Ban quản lý đường sắt đô thị cho biết, tàu Metro có chiều dài đoàn tàu chia làm hai loại. Loại 3 toa dài 61,5m, loại 6 toa dài 121,5m. Tốc độ di chuyển đoạn trên cao đạt 100 km/h, đoạn ngầm đạt 80 km/h. Hai đoàn tàu về tới thành phố Hồ Chí Minh lần này là loại 3 toa dài 61,5m. Ngoài hai đoàn tàu trên, đợt này còn có hai đoàn tàu thứ 10, 11, mỗi đoàn tàu có 3 toa cũng được nhập về. Hiện tàu biển chở 6 toa này đã đến Vũng Tàu, dự kiến cập cảng ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai, sau đó đưa về Depot Long Bình sáng ngày 15, 17 tháng 12. Đi cùng với 4 đoàn Metro này còn có thiết bị mô phỏng lái tàu được chủ đầu tư nhập về để phục vụ cho công tác đào tạo và chuẩn bị thử nghiệm. Việc thêm 4 đoàn tàu về thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 1 có tổng cộng 11 trong tổng 17 tàu được đưa về. Trước đó, từ tháng 10 năm ngoái, dự án nhập về đoàn tàu đầu tiên đến tháng 7 năm nay thêm 6 tàu.
Các tàu sản xuất tại Nhật Bản, vỏ làm bằng hợp kim nhôm, sơn màu chủ đạo xanh dương, nội thất thiết kế thuận tiện cho khách và dễ vệ sinh, bảo dưỡng. Tàu thiết kế tốc độ 100 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn ngầm. Giai đoạn đầu vận hành, dự án khai thác tàu 3 toa dài 61,5 m, chở 930 khách đứng và ngồi. Hiện các đoàn tàu đưa về Depot Long Bình vẫn chờ triển khai công tác chạy thử, dự kiến bắt đầu từ quý 1 năm 2022. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, việc thử nghiệm sẽ thực hiện theo từng giai đoạn. Đầu tiên, tàu chạy trong phạm vi Depot, sau đó trên tuyến chính. Song song thử nghiệm tàu, các hệ thống hỗ trợ như điện, thông tin tín hiệu, điều khiển tàu, đường dây cũng được kiểm tra. Metro số 1 tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km từ ga Bến Thành quận 1 đến Depot Long Bình, gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự án hiện trước đó dự kiến hoàn thành cuối năm nay, khai thác thương mại từ năm sau, nhưng đang lùi kế hoạch do ảnh hưởng COVID-19 và còn một số vướng mắc liên quan thủ tục ký phụ lục hợp đồng với tư vấn chung giải ngân vốn ODA. Hiện toàn dự án đạt hơn 88%, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Ngày 7 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân tạm giữ hình sự với Đặng Minh Tuấn, tên thường gọi là Cường Lý, 36 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tuấn chính là người đã cùng với Đàm Bát Linh, tên thường gọi là Luân, 29 tuổi, ngụ tại quận 10, thực hiện vụ trộm cắp xe máy ở địa bàn như PLO đã đưa tin. Theo đó, lúc 13 giờ ngày 30 tháng 11, Tuấn chạy xe máy chở Linh đi ăn trộm. Khi đến trước nhà đường số 16A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, cả hai thấy chiếc xe máy của chị PTTN bên hông nhà nên dừng lại. Linh tiếp cận dùng đoàn bẻ khóa lấy trộm xe cùng một bình oxy màu xanh. Trên đường đi, Linh gọi cho một người tên Mập chưa rõ lai lịch để bán với giá 4 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Theo chị N, chiếc xe đang chuẩn bị chở bình oxy giúp người nhiễm COVID-19 gần đó. Khi chuẩn bị đi thì bị trộm. Đến hôm 6 tháng 12, đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân trong lúc tuần tra đến khu vực đường Liên Khu 56, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì phát hiện Tuấn chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Cảnh sát phát hiện trong cốp xe Tuấn có một cây đoạn nên phối hợp công an phường Bình Trị Đông kiểm tra hành chính nơi ở và phát hiện thêm bình oxy màu xanh và một căn cước công dân của chị T. Theo một cán bộ công an, Tuấn sau khi trộm được bình oxy mang đi bán thì được trả giá là 50.000 đồng, thấy rẻ nên chưa bán kịp. Tuấn khai thêm vào ngày 22 tháng 11 đã chở Linh đi trộm xe máy của một người dân trên đường tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, rồi bán cho Mập lấy 11 triệu đồng. Linh sau khi có tiền thì chơi chung ma túy với một nhóm bạn và bị công an phường 12, quận 10 bắt, đưa vào cơ sở cai nghiện Nhị Xuân ở huyện Hóc Môn. Riêng Mập đã bỏ trốn. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.